Thưa quý vị và các bạn, những giải pháp chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững luôn được tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện. Đặc biệt là sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã giúp khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường. Một trong số đó phải kể đến dự án xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long mà Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò là tổ chức điều hành. Sau gần 3 năm triển khai, dự án đã mang lại những chuyển biến tích cực rất rõ nét tại cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch biển, trong đó tâm điểm phải kể đến di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, mặt trái của tăng trưởng kinh tế là áp lực về bảo vệ môi trường ngày càng lớn, bao gồm yêu cầu về giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn hệ sinh thái ven biển luôn trong lành, tươi đẹp. Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường biển đã được các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước giảm thiểu sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, tiểu thương đã áp dụng các giải pháp thay thế túi ni lông, chai nhựa bằng vật liệu thân thiện môi trường. Thành phố Hạ Long cũng đã và đang rất quyết liệt thay thế phao xốp bằng phao nhựa HDPE trong nuôi trồng thủy sản. Nhiều khu dân cư bằng việc quan tâm điều chỉnh thói quen hàng ngày về tái chế sản phẩm nhựa sau khi sử dụng để giảm thiểu rác thải sinh hoạt. Những động thái trên là dấu hiệu đáng mừng về sự chuyển biến nhận thức và hành động đã góp phần quan trọng để chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái ven biển. Đó cũng chính là mục tiêu của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh hướng đến với vai trò là đơn vị điều hành của dự án xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long từ đầu năm 2020 đến nay. Nhiều năm qua, các hình thức tuyên truyền, truyền thông đại chúng đã có sự vào cuộc rất tích cực của nhiều ngành chức năng, đơn vị, tổ chức. Dự án mà Hội Nông dân chủ trì triển khai lại có một hướng tiếp cận khác, đó là khuyến khích phát triển mạng lưới thu mua ve chai trên địa bàn thành phố Hạ Long, củng cố một số mắt xích quan trọng trong chuỗi thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa rất hiệu quả. Sự có mặt của đội ngũ này là một gợi ý để giải bài toán khó về giảm thiểu rác thải nhựa, giúp cải thiện phần nào chất lượng, cảnh quan môi trường đô thị của Quảng Ninh. Cô ở đây đi đi. Chị Đặng Thị Luyến là trưởng nhóm thu mua ve chai phường Hồng Hà, gồm 20 thành viên, được kết nối trở thành thành viên thực hiện dự án xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long ngay từ những ngày đầu. Trong 3 năm qua, chị Luyến và các đồng nghiệp đã được trang bị những kỹ năng phân loại, thu gom rác thải nhựa để thực hiện công việc có hiệu quả hơn. Dự án cũng hỗ trợ cho các chị đầy đủ dụng cụ bảo hộ để giữ gìn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp do môi trường nhiều yếu tố độc hại. Mỗi ngày các chị tỏa ra khắp các địa bàn dân cư, tiến hành thu mua, thu gom các rác thải nhựa, vận chuyển về bãi tập kết, tiến hành phân loại lần cuối trước khi đưa đến các nhà máy xử lý theo quy định. Công việc dẫu vất vả, nhưng ở đó các chị luôn tìm thấy niềm vui, bởi từ khi len lỏi đến từng ngõ phố để thu mua ve chai, đồ nhựa, chị Luyến cũng đồng thời là một tuyên truyền viên giúp lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường đến từng người, từng nhà. Được động viên nhắc nhở thường xuyên, nhiều hộ dân đã tự giác thực hiện rất tốt việc phân loại rác hữu cơ và vô cơ ngay tại nhà, tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng các loại rác thải vô cơ, hữu cơ phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày, thay vì đổ chung lẫn lộn vào điểm tập kết. Khi việc xả thải được thực hiện đúng cách, giảm khối lượng phải thu gom cũng giúp tiết giảm đáng kể chi phí xử lý, chôn lấp rác thải khi đã đưa về các khu xử lý tập trung gây quá tải. Chúng tôi đi đến các hộ dân, chúng tôi tuyên truyền với các chị em phụ nữ là cùng kết hợp với chúng tôi là phân loại rác từ đầu nguồn, cho nên là từ ngày chúng tôi đến làm được dự án đến giờ là thay đổi rất nhiều, vừa là sạch môi trường lại vừa là rác thải đã được phân loại rất đầy đủ.
dự án xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long được triển khai từ tháng 1 năm 2020 với sự tài trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Chính phủ Na Uy, đồng thời được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định phê duyệt và góp vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường. Trong đó, Hội Nông dân giữ vai trò tổ chức điều hành và chủ trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nghề cá tỉnh phối hợp thực hiện. Mục tiêu của dự án là thông qua đồng thời các hình thức tuyên truyền, các mô hình xây dựng tại cộng đồng để từng bước thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc góp phần bảo vệ môi trường vùng ven Vịnh Hạ Long, đặc biệt là trên phương tiện giảm thiểu rác thải nhựa. Từ dự án, tại 5 phường của thành phố Hạ Long là Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Tu, Hà Phong, Tuần Châu đã hình thành được 4 chi hội, 2 tổ nhóm thu mua ve chai, đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong chuỗi quản lý, phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa tại các địa bàn dân cư ven biển Vịnh Hạ Long. Các nhóm này đều hoạt động theo quy chế được xây dựng cụ thể, kết nối chặt chẽ các thành viên, cùng quán triệt tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn lao động. Thông qua các buổi sinh hoạt, các thành viên thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát rác, phân tích số liệu nhóm chất thải nhựa để đề xuất các biện pháp xử lý tới ban điều hành dự án. Cái hiệu quả lớn nhất mà khi chị em tham gia tổ ấy, là chị em với cái tinh thần đoàn kết rất là cao, và đặc biệt là chị em cũng có được học tập tham gia các lớp truyền thông, tập huấn mà dự án tổ chức và của Hội Phụ nữ phường tổ chức, nên là chị em cũng có kinh nghiệm trong công tác mà vừa đi thu gom ve chai, vừa tuyên truyền đến các hộ dân trong công tác mà phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Và trong cái thời gian mà chị em tham gia trong khuôn khổ dự án ấy, thì là Hội Phụ nữ phường cũng luôn bám sát trong công tác mà hướng dẫn chỉ đạo, đặc biệt là công tác mà thường xuyên trao đổi nhắc nhở chị em trong công tác đảm bảo an toàn khi tham gia đi thu mua tại các hộ gia đình, rồi là trên các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông. Tại phường Hà Phong, với đặc thù phát triển nông nghiệp, các cấp hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng tăng cường phối hợp để đưa hoạt động phân loại, tái chế rác hữu cơ, vô cơ trở thành phong trào, lan tỏa sâu rộng trong hội viên và nhân dân. Nhờ tham gia triển khai dự án, đến nay hầu hết các khu vườn, thửa ruộng tại khu 6B phường Hà Phong đều đã bố trí những khu vực riêng để phân loại riêng các chai nhựa, lon nước, bao bì ni lông để sẵn sàng tái chế, bán ve chai, không để rác thải đưa ra môi trường mà không được quản lý chặt chẽ. Bước đầu là có 20 hộ tham gia, có các chị em ở trong tổ 20 người có kiến thức lại đi phổ biến cho các phường bạn như Tuần Châu và phường Hoành Bồ, đều đi vào hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở thực hiện tốt việc phân loại rác, các hộ nông dân phường Hà Phong còn tận dụng các loại hữu cơ để ủ phân vi sinh, là một cách làm vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo nguồn phân bón dồi dào cho chính diện tích ruộng vườn sản xuất của gia đình mình. Hiệu quả mang lại rất rõ rệt khi ngày càng có thêm nhiều hộ nông dân trong phường đã học tập nhân rộng cách làm này, góp thêm sự trù phú, tươi đẹp cho những khu vườn kiểu mẫu. Gia đình tôi coi như là phân loại rác tại nguồn, tại nhà. Tại nhà mà chúng tôi coi như là rác những cái thác rác thải gốc rau, mới lại đầu tôm, đầu cá là chúng tôi mang ra đồng này, chúng tôi sẽ ủ làm phân vi sinh để coi như là bón cho rau. Còn cái rác thải nhựa chúng tôi để bán ve chai. Còn cái rác thải coi như là những cái nhựa, những cái túi bóng ni lông đấy thì chúng tôi rất hạn chế được cái rác thải nhựa, rác thải ni lông ra môi trường. Trong quá trình triển khai dự án, Hội Nông dân tỉnh với vai trò là tổ chức điều hành cũng chú trọng cả những giải pháp để tái chế nhựa, gia tăng giá trị cho những sản phẩm này sau khi đã qua sử dụng đúng với phương châm biến rác thành tiền. Tức là bên cạnh việc đơn giản nhất là bán phế liệu cho các nhà máy xử lý tập trung, thì nhựa còn được tái chế thành những mặt hàng sản phẩm mỹ nghệ, thủ công, được thị trường khá đón nhận, phù hợp với xu hướng sống xanh của một bộ phận không nhỏ người dân. Tại xưởng may tái chế Greenline Hạ Long, ở khu 3, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi đã có thêm một vòng đời với giá trị sử dụng mới nhờ giải pháp tái chế đầy sáng tạo. Những người thợ với đôi bàn tay khéo léo đã làm ra các mặt hàng túi xách đi chợ, ba lô vải, túi đựng tài liệu, ví đựng bút,
từ nguyên liệu là vải thừa của các cửa hàng may và những tấm vải bạt bị bỏ lại sau các chương trình sự kiện trên địa bàn thành phố Hạ Long. Sau hơn 3 năm hoạt động, mô hình của Green Life Hạ Long đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi liên kết thường xuyên với 5 công ty quảng cáo, in ấn và hơn 10 xưởng may lớn nhỏ, giúp giảm đáng kể nguồn rác thải nhựa phải tiêu hủy. Khuôn viên nhà xưởng rộng hơn 200m2 còn được cải tạo, bài trí đẹp mắt để đón hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước theo các tour tới tham quan, trải nghiệm hoạt động tái chế. Từ tháng 7/2022 vừa qua, xưởng may tái chế đã mở rộng quy mô, tạo việc làm ổn định cho 9 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Chúng tôi thực hiện cái mô hình này từ 2019 và đến nay thì đã đi vào hoạt động gần như là ổn định. Mọi cái khó khăn của chúng tôi, những bước đầu đã rất chi là cố gắng và nỗ lực. Thì các thành viên trong hợp tác xã đã kết nối rồi thu gom rồi là tái chế và đã học hỏi các cái mẫu mã để được ra được những cái sản phẩm đến ngày hôm nay. Trong thời gian tới, hợp tác xã tái chế Green Life chúng tôi cũng muốn được lan tỏa cái thông điệp sống xanh và cũng muốn được hỗ trợ về vấn đề quảng bá hình ảnh để cho bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Hiện nay, lối sống xanh, tiêu dùng xanh đang dần trở thành sự lựa chọn của cộng đồng. Vì vậy, không bất ngờ khi những sản phẩm làm từ vật liệu tái chế cũng dần được nhiều người quan tâm. Tại chợ Hạ Long 1, gian hàng bán các sản phẩm tái chế được thành lập từ dự án cộng đồng quản lý phân loại thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long, cũng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều khách hàng tại địa phương. Những cái sản phẩm như từ cái túi, các đồ vận dụng, dùng hàng tái chế thì cô thấy là mọi người đến chợ người ta không biết nhưng mình giới thiệu thì họ cũng rất quan tâm, họ cũng nhiều người cũng muốn là dùng để cũng là đóng góp với cộng đồng là để được đỡ phải thải những cái túi độc hại ra ngoài mà cũng là để cho giữ môi trường xanh sạch đẹp. Chuỗi các hoạt động, mô hình được triển khai xây dựng từ dự án cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long đã có phần tác động, thay đổi tích cực về nhận thức, hành động của người dân thành phố Hạ Long về bảo vệ môi trường sống, bắt đầu từ những hành động nhỏ là giảm thiểu, tái chế rác thải nhựa trong sinh hoạt gia đình. Quan trọng hơn, đây sẽ là tiền đề có phần nhân rộng, đa dạng hóa những việc làm thiết thực, giữ gìn, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cũng như môi trường sống luôn xanh sạch đẹp. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục tăng cường các cái nguồn lực để hỗ trợ dự án, đó là các nguồn lực từ cái nguồn tài trợ quốc tế, thế rồi các cái nguồn lực trong cộng đồng, trong các cấp hội, từ cán bộ hội viên nông dân, để mà có cái nguồn lực hỗ trợ nhân rộng các mô hình và thực hiện các cái hoạt động dự án. Thế rồi tăng cường cái sự phối hợp giữa các cái ngành chuyên môn cũng như các cái đoàn thể để triển khai tốt các cái hoạt động này trong cái thời gian tới. Yêu cầu về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp thiết. Công tác bảo vệ môi trường càng cần trách nhiệm, hành động quyết liệt, quyết tâm cao, xây dựng chiến lược hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Dự án cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long đang mang lại những giá trị nhất định. Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh cụ thể hóa đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.